khi Koji và Golden sủa lộn sẽ như thế này đây. Đây là màn sủa lộn đỉnh cao nhất lịch sử làng chó với sự góp mặt của hai giang hồ mõm số 1, số 2, Koji và Golden. Nhìn thì có vẻ không má nào chịu thua má nào, chứ mà thật ra cũng chẳng đứa nào dám nhào vô đánh nhau thật luôn. Cách một miếng kính mỏng, hai bên giao chiến ác liệt, tiếng sủa vang trời mà đứng từ đây mấy km cũng nghe. Đang chửi nhau rất hăng thì bạn Koji chân ngắn kiểu: "Từ từ nghỉ giữa hiệp, chờ tao đi uống nước tí, khát quá." Thế là lắc mông chạy vô uống nước. Còn bạn Golden kia thì cũng ngơ ngác ok chấp nhận cho đối thủ đi uống nước. Ủa, tưởng ghét nhau lắm. Lúc trước thì nhe răng trợn mắt, nhìn tưởng nếu có cơ hội thì tới số với nhau luôn chứ. Cái kịch bản hài hước gì đây vậy hai ông thần? Giang hồ mỏm thì nhanh chứ mà tới khi giáp mặt trực tiếp lại có con nào dám hó hé tiếng nào đâu à. Coi hàng dễ sợ chưa? Này, gây nhau là vì đam mê thôi nhà mấy sen. Đánh nhau tổn hại long thể lắm. Anh em mình cuối năm vui vẻ chửi nhau cho vui nhà vui cửa tí thôi. Lần sau thì bớt ra vẻ lại nhà. Hai ông Koji với Golden. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.